Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Mùi Trái Cây nha. Hôm nay Mùi chia sẻ với cả nhà cái món cá đục nấu ngót nha. Mùi cũng học từ bạn bè YouTube thôi, chứ đây là lần đầu tiên Mùi nấu cái món này đó cả nhà. Chắc Mùi cũng thêm bớt một tí, thêm nhiều hơn nha. Mùi sẽ thêm nhiều hơn. Còn nếu đúng nấu đúng như nguyên bản của bạn bè YouTube thì mùi nấu không được, mùi sẽ thêm ở cái chỗ là mùi cho sả nè, mùi phi dầu hành lên nè cho thơm á, cho sả, cho miếng gừng ha, rất là ngon cả nhà ơi. Lần đầu tiên mùi nấu đó mà thành công nha, tuyệt vời nha cả nhà. Nhà có ba người cho nên là mùi nấu ba con cá nè. Cá thì được làm sạch bằng chanh với lại muối nha. Rồi nguyên liệu thì có ba quả cà chua nè, hành ngò nè, củ gừng nè, ớt nè ha, rồi sả ha. Cà chua thì xắt muối khế ra như thế này nè, sả với gừng với đầu hành thì mình đập dập ra ha. Wow, ớt thì mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn ha, mình ăn cay thì mình cho nhiều ha, tùy khẩu vị của gia đình nha. Giờ thì cả nhà cùng vào bếp với Mùi nhé. Mùi sẽ phi dầu hành và xào cái củ hành với lại cái đầu sả đó, đập dập á, xào cho thơm ha, cho mấy miếng cà chua vào cho nó mềm trước và nó có màu sắc á, cho nó đẹp á. Tiếp theo là mùi sẽ cho nước ha. Mùi làm như vậy á thì cũng có lý do là nó sẽ thơm và cái nước nó sẽ đậm đà hơn nha. Rồi tiếp theo á, nêm nếm gia vị và cho cà chua vào nhé. Hành ngò thì mình xắt khúc ra như thế này nè, rồi cho vào sau cùng nha. Là đến đây á là thấy là rất là ngon rồi đó cả nhà. Rau ngò rí á, nó rất là thơm luôn á. Wow, bay mùi thơm rồi nha cả nhà ơi. Giờ thì cho cá vào nhé. Nước mình đã nấu cho nó phai rồi, cây sả nè, thơm ngon nè, nêm nếm vừa ăn rồi đó. Giờ thì tiếp theo thì cho cá vào nhé. Cá xắt khúc ra như thế này nè. Cái cá này á, đặc biệt á, nó rất là thịt dai nha, dai thịt mà ngọt thịt lắm. Và có con cá có trứng nữa cả nhà. Mùi sẽ cho vào một trái ớt và cắt ra ha. Mùi không có cho nhiều, sợ con dâu nó mới xanh á, nó ăn không được, nó cay quá đó. Nên mùi cho có một trái ớt cho hơi the the thôi ha. Một hồi mùi sẽ cho thêm một ít tiêu nữa ha. Nó sẽ ngon và đậm vị cay cay êm êm của tiêu ha. Rồi tiếp theo á, thì cho hành ngò ha. Cá chín á, cá nó chín rồi thì mình sẽ cho hành ngò vào ha. Wow, đến đây là thấy nồi canh ngót, canh cá nấu ngót thơm ngon rồi đó cả nhà. Rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Lần đầu tiên mùi nấu đó, thành công nha, tuyệt vời ông mặt trời cả nhà ơi, xuất sắc. Mùi nghĩ cá gì nấu cái món này thì cũng sẽ rất là ngon, nhưng mà riêng cái cá đục này nè, mình nấu theo cái kiểu này thì nó sẽ ngon hơn nha. Bởi vì người ta cho, nhà mình có người cho cho nên là bữa hôm đó kho một nồi rồi, hôm nay mà kho nữa thì nó sẽ ngán. Mình sẽ nấu một cái nồi canh, gọi là canh canh ngót, canh cá nấu ngót như thế này nè. Wow, ăn này sẽ rất là ngon luôn đó cả nhà, cũng hấp dẫn lắm đây cả nhà ơi. Nếm cái nước xem nào. Wow, mời cả nhà cùng ăn với Mùi Trái Cây nhé. Cái này ăn với cơm trắng hoặc là ăn với bún đều ngon nha. Cá thì cả nhà thấy không, nó rất là thơm thịt nè, chấm một tí mắm ớt ha, mời cả nhà nhé. Cá nó rất là ngọt mà dai nha cả nhà. Cả nhà yêu thương nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùi Trái Cây nhé.
Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà ơi, xuất sắc luôn, lần đầu tiên đó, mùi nấu cái món này đó cả nhà. Tuyệt vời ông mặt trời cả nhà ơi.